Hiện giờ các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để có một cái câu trả lời cụ thể chính xác là virus này có gây nên đột biến trên bộ gen người hay không. Nhưng mà các kết quả cho tới hiện nay thì cho thấy rằng virus này không có khả năng gây đột biến trên bộ gen của người. Thì để hiểu hơn được cái điều này thì chúng ta phải hình dung được cái con đường xâm nhiễm phát triển của virus này. Thì nó khác với virus HIV. Virus HIV khi chúng xâm nhiễm thì chúng sẽ đưa cái bộ gen của virus xâm nhập vào cái bộ gen của người chúng ta. Thì khi mà chúng đưa cái bộ gen của nó vô cái bộ gen của chúng ta thì có thể randomly chúng bất hoạt một số cái gen của chúng ta hoặc là làm đột biến một số gen của chúng ta, nhưng cái virus này nó không có khả năng nó đưa cái bộ gen của nó vào trong cái bộ gen của chúng ta, và hầu hết cái con đường xâm nhiễm sinh sản của chúng không có xâm nhập vào trong nhân của tế bào của chúng ta, nên cái viễn cảnh mà virus này ảnh hưởng lên cái đột biến gen của chúng ta đó là rất là thấp, và mình nghĩ là không nên quá lo lắng về cái vấn đề này.